trưởng thôn Anh Hùng di tản 115 người lên núi trước khi lũ cuốn trôi ở Lào Cai. Vào sáng sớm ngày 9 tháng 9 tại thôn Kho Vàng thuộc xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai, tình hình thời tiết diễn ra hết sức nghiêm trọng với mưa lớn không ngừng. Anh Vàng Xeo Chứ, 33 tuổi, trưởng thôn Kho Vàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang hiện hữu khi những cơn mưa kéo dài liên tục làm cho các quả đồi xung quanh thôn trở nên no nước và có nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng. Sự lo lắng của anh không phải không có cơ sở vì những quả đồi này có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho cư dân dưới chân đồi. Sáng sớm khi mưa vẫn chưa dừng lại, anh Chứ đã ra lệnh cho một số người trong thôn đi kiểm tra tình hình thực tế trên các quả đồi xung quanh và tìm kiếm một địa điểm an toàn hơn để có thể di tản người dân. Vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, sau khi nhận báo cáo từ nhóm kiểm tra rằng có nguy cơ cao về sạt lở, anh lập tức gọi điện cho chính quyền xã để thông báo tình hình và xin chỉ đạo. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng điện thoại bị mất, anh không thể liên lạc được. Đến 9 giờ sáng, khi mưa vẫn tiếp tục đổ xuống và tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn, anh Chứ đã quyết định không chần chừ nữa và bắt đầu tổ chức di tản toàn bộ 17 hộ dân với tổng số 115 người từ thôn lên một quả núi cách thôn khoảng 1 km. Quyết định này được thực hiện gấp rút nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, những người đã được thông báo trước về kế hoạch này. Sáng ngày 9 tháng 9, dưới sự chỉ huy của anh Chứ, toàn bộ người dân đã nhanh chóng di tản lên quả núi. Tại đây, anh cùng nhóm thanh niên trong thôn đã dựng lên 14 chiếc lán tạm thời để che chắn bằng bạt và đóng cọc tre trên một khu vực bằng phẳng. Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em dọn dẹp nơi ở và chuẩn bị đồ ăn, thức uống để cả thôn có thể ổn định sinh hoạt qua đêm. Anh Chứ cũng cho biết rằng khoảng 4 km khu dân cư của thôn là một khu vực khác cũng thuộc thôn nhưng nằm sát bờ sông. Khu vực này đã bị sạt lở nghiêm trọng và do mất sóng điện thoại, anh không thể liên lạc hoặc thông báo về kế hoạch di rời cho cư dân ở khu vực này. Đến ngày 10 tháng 9, tình hình trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Khi nước lũ đổ về, gây sạt lở và thay đổi dòng chảy, làm tràn vào khu dân cư phía dưới. Hậu quả là có 3 người mất tích, 3 người bị thương và 7 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Anh Chứ chia sẻ với sự đau xót rằng nếu không kịp thời di tản, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quyết định nhanh chóng và táo bạo của anh Vàng Xeo Chứ đã giúp 115 người dân tránh được thảm họa và bảo toàn mạng sống. Điều này không chỉ phản ánh sự nhạy bén và quyết đoán của anh mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc đối với an toàn của cộng đồng. Ngày 10 tháng 9, chính quyền xã Cốc Lầu nhận được thông tin thôn Kho Vàng xảy ra sạt lở khiến nhiều người mất tích. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu tìm mọi cách để liên hệ với trưởng thôn Kho Vàng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Do đường đi sạt lở nghiêm trọng, địa điểm thôn Kho Vàng bị cô lập, tới trưa 11 tháng 9, chính quyền địa phương vượt 15 km và đã tìm thấy 17 hộ với 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai, ở trên núi cách thôn 1 km. Sau khi tìm được người dân, trưa 11 tháng 9, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, hướng dẫn nhân dân phương án phòng chống thiên tai. Nói về thông tin cả thôn bị mất tích, trưởng thôn Vàng Xeo Chứ chia sẻ, sau khi cán bộ công an xã và chính quyền tìm được người dân của thôn, họ mừng rỡ và nói rằng mọi người cứ tưởng cả thôn đã bị lũ cuốn sạt lở mất tích rồi. Mọi người khi đó ai cũng mừng rỡ, sau khi tiếp nhận nhu yếu phẩm, chúng tôi được lệnh vẫn tiếp tục cho người dân tạm ổn định, lánh nạn tại khu vực núi cao, sau đó chính quyền mới có phương án mới để có thể đưa người dân trở về nhà. Anh Chứ nói và cho biết lượng lương thực vẫn đủ cho bà con lánh nạn trong vòng 2 tuần. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết, bản thân ông cũng rất bất ngờ với quyết định sơ tán 115 người dân lên núi lánh nạn của anh Chứ. Ban đầu, anh em tưởng người dân vẫn ở trong nhà hoặc có biện pháp nào khác, chứ không ngờ tới việc anh Chứ đưa toàn bộ 115 người lên núi lánh nạn như vậy. Quả thực là một quyết định táo bạo, ông Tuấn nói. Chia sẻ với trưởng thôn Vàng Xeo Chứ, Chủ tịch xã Cốc Lầu cho biết, anh Chứ là một người nhanh nhạy và rất sáng tạo. Ở địa phương, anh Chứ đã lập gia đình và có nhiều kinh nghiệm về đồi núi. Vì mới được bầu làm trưởng thôn, nên có lẽ đây là lần đầu anh ấy chỉ dẫn người dân đưa ra một phương án phòng chống lũ lụt bất ngờ như vậy, nhưng rất hiệu quả và an toàn, ông Tuấn chia sẻ thêm. Tập trung mọi nguồn lực cứu chữa nạn nhân bị lũ quét tại bản Làng Nủ, Lào Cai. Ghi nhận từ VTV Online, đây là chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trong cuộc hội chẩn về hai bệnh nhân trong vụ lũ quét tại bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Theo tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thế Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, trung tâm tiếp nhận người bệnh HVV, nam, 31 tuổi, dân tộc Tày, địa chỉ bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai trong tình trạng nguy kịch.
Người bệnh là nạn nhân bị lũ quét tại bản Làng Nủ, Phúc Khánh. Lúc 6 giờ ngày 10 tháng 9, cả bản bị lũ quét. Khoảng 7 giờ nạn nhân được phát hiện trong tình trạng rất nặng, được sơ cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Ghi nhận tại bệnh viện, người bệnh khó thở, thở nhanh nông, co kéo cơ hô gấp nhiều, da và niêm mạc nhợt, xây sát da toàn thân, ấn đau nhiều xương sườn 6, 7, 8 bên trái, giảm di giao phế nang bên trái. Người bệnh được xử trí cơ bản và 23 giờ 15 phút ngày 10 tháng 9 được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai với chẩn đoán chấn thương ngực kín. 1 giờ 46 phút ngày 11 tháng 9, người bệnh được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng hôn mê, da và niêm mạc nhợt, xây sát nhiều vùng đầu, mặt, vùng ngực, bụng. Người bệnh được chẩn đoán đa chấn thương ngực. Người bệnh được xử trí đặt nội khí quản và chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Tại đây, người bệnh thở máy, mở màng phổi dẫn lưu dịch khí, soi hút phế quản 2 lần, ra nhiều sỏi đá và bùn đất, kháng sinh phổ rộng, duy trì thuốc trợ tim vận mạch và lọc máu liên tục. Tình trạng người bệnh nặng hơn, nguy cơ tử vong cao nên đến 19 giờ ngày 11 tháng 9 được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng an thần, thở máy, duy trì thuốc vận mạch liều cao. 1 giờ 16 phút ngày 12 tháng 9, người bệnh được nhập vào trung tâm cấp cứu A9 trong tình trạng hôn mê, thở theo bóp bóng qua nội khí quản O2 100%, toàn thân nhiều xây sát da, SpO2 92%, nhịp tim 111 CK trên phút, huyết áp 120/60. Ngay sau khi vào viện, các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện nhiều kỹ thuật để cấp cứu người bệnh như thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, lọc máu liên tục loại bỏ cytokine. Đồng thời, đã báo cáo trực lãnh đạo bệnh viện, ban giám đốc bệnh viện xin ý kiến điều trị người bệnh. Ngay lúc vào trung tâm hồi sức tích cực, người bệnh đã được nội soi phế quản lần 3 để hút, bơm rửa phế quản. Trong nội soi thấy rất nhiều bùn và dị vật trong lòng phế quản. Trường hợp thứ hai là bệnh nhi MHTN, nữ, 11 tuổi, dân tộc Tày. Bệnh nhi cũng là nạn nhân trong vụ sạt lở do lũ quét tại bản Làng Nủ. Bố mẹ bệnh nhi làm thợ xây ở Hà Nội, anh trai của bệnh nhi đi học nên thoát nạn. Bệnh nhi sống cùng với gia đình nhà cậu và ông bà ngoại. Qua vụ sạt lở, gia đình bệnh nhi tử vong 4 người gồm bà ngoại, mợ cháu và hai con của cậu. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi do đuối nước và hít bùn đất, biến chứng ARDS, đa chấn thương, gãy xương đòn phải, đụng gập gan phải, tổn thương phần mềm nhiều nơi, theo dõi sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, rối loạn đông máu, theo dõi DIC, hội chứng tiêu cơ vân cấp. Bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai. Lũ quét tàn phá thôn làng Nủ Lào Cai, để lại những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Ghi nhận từ báo Vietnamnet, trận lũ quét sáng 10 tháng 9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai khiến những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, không nơi nương tựa. Tối 11 tháng 9, chị Hoàng Thị Đàn, 41 tuổi, ngồi chăm sóc cháu Hoàng Gia Bảo, 7 tuổi, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, vẫn không tin nổi. Lũ quét qua thôn Làng Nủ đã cướp đi tính mạng của hai vợ chồng em trai ruột của chị là anh Hoàng Văn Tuân, 37 tuổi, và chị Hoàng Thị Quyến, 34 tuổi. Anh Tuân và chị Quyến đều bị lũ quét vùi lấp trong đống đổ nát thôn Làng Nủ. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Tuân và đưa đi chôn cất, còn thi thể chị Quyến vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Chị Đàn cho biết, cháu Bảo là con trai thứ hai của vợ chồng anh Tuân, may mắn thoát nạn trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ. Cháu được người dân tìm thấy cách khu vực đất sạt lở gần 500m rồi đưa lên bệnh viện cấp cứu. Đến nay, dù đã được bác sĩ chẩn đoán qua cơn nguy kịch, nhưng việc điều trị vẫn còn kéo dài do cháu bị đa chấn thương phần mềm. Ngoài cháu Bảo, người con trai đầu của vợ chồng anh Tuân là cháu Hoàng Xuân Phúc đang học tại trường nội trú huyện Bảo Yên. Trước khi xảy ra lũ quét một ngày, anh Tuân có đưa cháu Phúc lên trường huyện để học, nên cháu may mắn thoát nạn. Hôm 10 tháng 9, sau khi lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể của anh Tuân, người nhà đã đưa cháu Phúc về nhìn mặt bố lần cuối. Khi biết bố mất, mẹ chưa tìm thấy, em trai phải nằm viện cấp cứu, cháu Phúc đã gào thét khóc cạn nước mắt. Chị Đàn lo lắng, không biết tới đây, anh em Phúc phải sống thế nào khi bố mẹ mất sớm, nhà cửa bị cuốn bay, không còn tài sản. Cùng sống sót trong trận lũ quét ở thôn Làng Nủ, cháu Hoàng Ngọc Lan, 6 tuổi, đang được bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Cháu Lan được người dân cứu giúp khi bị lũ cuốn dạt vào bờ ruộng. Sau 2 ngày được các y bác sĩ chữa trị,
Đến nay cháu Lan đã bắt đầu ăn được cơm, nhưng do bị đa chấn thương phần mềm nên cháu còn rất đau ở lưng và chân. Cháu Lan là người sống sót duy nhất trong gia đình có 5 người. Bố mẹ và hai anh trai của cháu đều đã bị lũ quét vùi lấp, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Bà Hoàng Thị Thanh, 52 tuổi, hay tin cháu ngoại được đưa đi cấp cứu, vội vã chạy đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên để chăm sóc cho cháu Lan suốt mấy ngày nay. Bà Thanh không chỉ phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân mà còn thương và lo cho tương lai của người cháu tội nghiệp. Sau thảm họa lũ quét tại làng Nũ, những em nhỏ mồ côi đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Không chỉ là nỗi đau mất đi gia đình, người thân mà các em còn phải học cách thích nghi với cuộc sống thiếu thốn và bất định khi tương lai phía trước trở nên mờ mịt.